tác phẩm của nghệ sĩ người Brazil Eduardo Cobra, bao phủ diện tích 400 mét vuông bức tường trụ sở Liên Hiệp Quốc. Nghệ sĩ Cobra cho biết, bức tranh tường là hình ảnh một người cha đang giao lại hành tinh xanh cho con mình, gửi đi thông điệp về tầm quan trọng của sự phát triển bền vững. Tác phẩm dự kiến sẽ được giữ tại đây trong 3 tháng. Ngoài ra, Liên Hiệp Quốc cũng tổ chức màn trình diễn ánh sáng vào cuối tuần qua nhằm thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững và kêu gọi thế giới đóng góp vào việc bảo vệ ngôi nhà chung. Chương trình khóa họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bắt đầu vào ngày 20 tháng 9.